Thật là một ngày đẹp. Đúng vậy, công viên giải trí chắc chắn sẽ có rất đông người đến chơi đây. Ba mẹ ơi, nhanh lên đây. Được rồi, nếu chúng ta đã đi, hãy chơi thật vui nào. Yeah. Xuất phát. Suzy, con phải thắt dây an toàn vào chứ. Không đời nào, con không muốn mang. Suzy, nếu con không nghe lời, con sẽ bị ở nhà. Nó không thoải mái chút nào, con không muốn. Thôi nào. Con không nhúc nhích được. Bây giờ mọi người đã chuẩn bị cho cuộc vui chưa nào? Quang hư. Ba mong họ sẽ không đi đến nơi giống chúng ta. Ba, khi nào ta mới đến nơi vậy?